tiếng mặt trời. Cái từ là một cái vinh danh đầu tiên của VTV nha. Vâng, mà ngày xưa thì khi tất cả chúng ta có những cái khó khăn gì về audio, về một cái gì thắc mắc về audio thì luôn luôn người anh Phong là người anh đầu tiên chúng ta hỏi đến. Và hôm nay anh Phong có thể tư vấn thêm nữa là về cái gì của anh đó, về râu về râu và về cái gì cung ở Ngưu Hoàng gì đó. Đó là tất cả chúng ta đều có thể tư vấn anh Phong trong mọi lĩnh vực. Một lần nữa xin cảm ơn anh và chúc anh có nhiều sức khỏe. It's been a long day without you, my friend. And I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. When I see you again. Là ông Thanh Phong, Nick là Phong, hai em là trưởng ban giám khảo. Xin mời anh. You about another path. I know we love to hit the road and laugh, but something told me that it wouldn't last. Had to switch up, look at things different, see the bigger picture. Those were the days, hard work forever pays. Và bài thi cũng khó, hoặc là vì một lý do gì đó nữa thì thấy cái nó không giống như mọi năm, là cái chất lượng so với cái âm đi tham chiếu nó còn thua khá nhiều nếu như so với những năm trước đó. When I see you again.